Tàu tên lửa Monija Việt Nam mạnh như thế nào? Project 12418 Monija của Hải quân Việt Nam được xem là một trong những tàu chiến tốt nhất của Việt Nam hiện nay, trang bị hỏa lực mạnh, cơ động cao, phù hợp với tác chiến bất đối xứng. Tàu tên lửa Monija có lượng giãn nước 540 tấn, dài 56 mét, tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ, trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm Urane, có tầm bắn đến 130 km. Ngoài ra, tàu còn có pháo hạm AK-176M và AK-630, 12 tên lửa đối không 9K-38 Ingla trong trường hợp tăng cường bảo vệ để chống các máy bay tấn công, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Sự đáng sợ của Monija còn nằm ở kích thước nhỏ gọn, độ cơ động rất nhanh và đặc biệt là nó mang theo số lượng đạn tên lửa hành trình chống hạm gấp từ 2 đến 4 lần một tàu chiến cùng loại hoặc lớn hơn. Trang bị 16 tên lửa KH-35 Urane có khả năng vô hiệu hóa tàu chiến, tàu vận tải hay tàu đổ bộ có lượng giãn nước đầy tải lên tới 5.000 tấn của đối phương chỉ bằng một phát bắn duy nhất.